Anh Tú à, em thấy anh đang nóng á. Em ướp lạnh chai nước này cho anh uống nè, em uống đi. Cảm ơn em. Anh đừng khách sáo mà, em cũng giống như người nhà của anh thôi. Đúng rồi, Lý giống như em gái của chúng mình vậy. Sữa ngon quá. Nè nè cô kia, sao tự nhiên cô uống sữa của chủ vậy? Cô không sợ người ta thấy rồi người ta nói mình sao? Nè bà già, bà là cái quyền gì mà quản tôi hả? Bà có biết á, là tôi chính là người nói chị Ngọc tuyển bà về không? Nên là trong cái nhà này, bà phải nghe lời tôi nghe chưa? Có chuyện gì thế? Chị Ngọc à, chỉ là cô Thủy vô tình làm đổ á, chị đừng có trách cô Thủy nha. Thôi không sao, mau thu dọn đi, lần sau cẩn thận là được. Đó, bà thấy chưa? Bảo bà cẩn thận đó, lo mà dọn đi. Bà đừng tưởng á, chị Ngọc nhận bà là mẹ nuôi, rồi bà có quyền lên tiếng ở đây nha. Cô tưởng tôi biết thằng của tôi, còn cô nữa, cô cũng phải biết thằng của mình đi. Cô dưới quê lên đây á, một mình mưu sinh á, thì phải giữ lấy mình á. Bây giờ tôi là bảo mẫu của cái nhà này, nhưng mà biết đâu sau này tôi lại là chủ nhân của nó chẳng hạn. Đẹp quá. Mình mà mặc mấy bộ đồ này vào chắc không khác gì dân thành phố nhỉ. Lý, em đang làm gì thế? Em... sao em lại lấy đồ của chị? Dạ, tại vì em chỉ muốn thử một chút thôi. Da em thì xấu mà từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được mặc những cái váy đẹp như thế này á. Em thấy chị có nhiều váy đẹp quá, với cả em cũng muốn được xinh đẹp như chị nữa. Chị đừng giận em nha. Muốn da đẹp ấy thì phải dưỡng da, rồi còn chăm chị kiếm tiền thì mới có váy mặc đẹp chứ. Chứ tự tiện đụng vào đồ của người khác thì không có tốt lắm. Dạ, nhưng mà chị thấy cái váy này có hợp với em không? Có đẹp không? Hay là chị tặng em luôn được không? Đẹp. Anh, em thấy Lý gần đây không thành thật lắm. Hay chúng ta đổi bảo mẫu khác đi. Ủa sao vậy em? Anh thấy con bé cũng ổn mà. Giờ con bé ngày càng quá đáng rồi. Trước đây ăn vụng đồ thì cũng thôi, lại còn lấy đồ của em nữa. Làm gì có bảo mẫu nào làm những chuyện như này chứ. Này chị Ngọc, biết đâu sau này tôi lại là chủ nhân của nó thì mình mà mặc mấy bộ đồ này vào chắc không khác gì dân thành phố nhỉ. Em đang làm gì thế? Hay chúng ta đổi bảo mẫu khác đi. Này chị Ngọc, tôi chỉ định thử cái váy của chị thôi mà, có gì to tát mà chị đòi đuổi tôi. Bây giờ bảo mẫu ở nhà già chẳng vậy, tôi chưa ăn chặn tiền sinh hoạt của chị là may lắm rồi. Nè cái bà già kia, bà lại mách lẻo cái gì, lại nói xấu cái gì tôi đó. Em làm sai em có không cho người khác nói à? Nói gì mà nói, tôi cứ nói cho chị biết nha, tôi cũng không thèm làm ở đây nữa đâu. Đi cũng được, để chìa khóa lại. Đó. Đâu ta? Bà đây rồi. Nè, cô kia cô làm gì vậy hả? Liên quan đến bà, biến đi. Tới hôm nào mà cô cũng không biết lỗi của mình hả? Cô lấy cái gì vậy hả? Đưa đây. Trả đây. Bỏ tôi ra. Trả lại đây. Trả lại đi. Chuyện gì vậy? Không có gì hết, không có gì hết. Ủa, đây không phải lá tay của tôi sao? À, con trộm đồ nhà tôi phải không? Không phải mà. Cô báo cảnh sát. Ôi, anh Tú ơi, xin anh mà. Em chỉ ở nông thôn đây, chưa bao giờ em thấy những cái đồ đẹp như vậy hết á. Bây giờ nhà em khó khăn lắm, em xin anh đừng báo cảnh sát mà. Bây giờ nhà em khó khăn lắm, bố em đang ở bệnh viện, em của em đang học tiểu học, không có tiền. Người nông thôn á, không ai như cô hết trơn á. Chị Ngọc ơi, em xin chị mà, em biết lỗi rồi. Em hồ đồ nên mới đụng vào đồ của chị thôi. Tại vì em thấy nó đẹp quá. Lắc tay dù có đẹp đến mấy á, em cũng phải xem nó có hợp với em hay không. Em với chị không giống nhau, em đeo lên nó cũng không hợp với em đâu. Chị à, em trả hết cho chị đó, em không lấy gì cả, chị tha cho em nha. Thôi, đồ của mình cũng không mất gì hết. Thôi tụi con được có báo công an nha. Mẹ nuôi, mẹ quá lương thiện rồi. Con bé làm sai thì nó lại chịu. Bây giờ dung túng cho nó nên chỉ càng thân thai thôi. Chị Ngọc à, tôi đã nhận lỗi rồi mà. Tại sao chị phải nhất định ép buộc tôi như vậy chứ? Tôi chỉ mới 20 tuổi, chị mới bắt đầu cuộc đời. Thì sao chị không thể tha thứ tôi một lần được sao? Là chị bắt em đánh trộm chìa khóa à? Chị bỏ trang sức vào túi áo của em sao? Chị ép em chỗ nào? Tôi đã thành thật nhận lỗi rồi mà, chị không thể tha thứ cho tôi sao? Cho tôi một cơ hội được không? Dựa vào đâu mà em nhận sai chị bắt buộc phải tha thứ? Để em tránh việc bị trừng phạt à? Chẳng phải em luôn muốn có cơ hội thay đổi sao? Bây giờ chị cho em cơ hội thay đổi. Alo, chú là bố của Lý đúng không?